Yo, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của OMG Central. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một dự án Mutual rất là chỉnh chu và xịn sò luôn. Tuy rằng thì cái trend Mutual đã có vẻ là hơi đi xuống cùng với thị trường một chút, nhưng mà dự án này vẫn được rất là nhiều người tham gia chơi. Và ở trong cái video này thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để có thể kiếm được giveaway từ cái sàn xt.com bằng cách là anh em sẽ vote những cái dự án chuẩn bị lead ở trên cái sàn xt.com này. Đó, sau đó nếu như cái dự án đó mà được list ở trên cái sàn này thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng là token. Rồi, và những anh em nào chưa đăng ký kênh của OMG thì đăng ký kênh để ủng hộ team mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đây là cái dự án mà mình muốn giới thiệu đến anh em trong cái video này. Calo Run, cái website của nó là calo.run. Thì mình sẽ để cái link website ở dưới cái phần mô tả để cho anh em có thể là tham khảo thêm nhé. Rồi, đầu tiên thì Calo nó là gì? Calo ấy, nó là một cái nền tảng sức khỏe. Nó kết hợp với GameFi và SocialFi để giúp mọi người vận động và di chuyển nhiều hơn nha anh em nhé, để mà có anh em có những cái sức khỏe nó tốt hơn ngoài cái việc kiếm tiền ra đó. Và cái dự án này thì anh em có thể chơi được ở trên iPhone và chơi trên Samsung anh em nhé. Rồi còn đây là cái số liệu về cái cộng đồng của họ này. Hiện tại thì các cái cộng đồng của họ thì cũng rất là đông người rồi anh em ạ, có 148.000 người follow Twitter này. Đấy, Discord thì 8k, chắc là hoạt động trong Discord nhiều. Như anh em nào chơi game thì cũng nên tìm hiểu về cái ứng dụng Discord này, bởi vì mình thấy là rất là nhiều những anh em cảm thấy Discord nó là rất là mới mẻ đó. Và cái tỷ lệ mà earn ra cái đồng token feed này là 5 triệu, đúng không? 5.402.000. Còn đây là về cái phần hot topic này, anh em có thể đọc thêm những cái thông tin về các cái topic hàng đầu của Calo. Rồi về cái gameplay ấy, thì nó sẽ có cái chế độ là chế độ chơi đơn, tức là anh em cần phải sở hữu một cái đôi giày, sau đấy thì anh em sẽ tự chạy, tự di chuyển để mà anh em có thể kiếm được cái đồng token ở trong game. Rồi đến cái chế độ thứ hai là chế độ thử thách, thì ở trong cái chế độ thử thách này thì nó sẽ có các cái thử thách hàng tuần và hàng tháng. Để mà tham gia thì anh em cần phải đăng ký cái thử thách này trước 24 giờ nha anh em nhé. Rồi đến cái chế độ thứ ba là chế độ Mighty Sneaker. Cái chế độ này là cái chế độ anh em có thể hiểu là lai tạo, có nghĩa là cần hai đôi giày mà anh em sở hữu, sau đấy thì anh em sẽ lai tạo, nhưng mà họ yêu cầu ấy là cái đôi giày này là anh em không được cho thuê và nó cần phải có cái độ bền hoàn hảo, chứ còn nếu anh em chạy đã tã hết giày rồi thì khả năng là không lai tạo được. Về cái hệ thống NFT ấy, thì nó có cái chế độ là customization này, cái chế độ này là chế độ cho thuê này, rồi chế độ lai tạo này, rồi NFT stone này, và anh em có thể trading ở trong cái app Calo này luôn. Đấy, ngoài ra thì còn có cái huy chương với NFT. Mình tạm hiểu đây là cái huy chương dành cho những người mà chạy được nhiều, tham gia những cái hoạt động của dự án đấy, gọi là chiếc giày vàng. Đây mình thấy cái đôi có đôi giày trên cái huy chương, chắc là chiếc giày vàng. Rồi còn đến cái phần roadmap ấy, thì hiện tại chúng ta đang ở cái quý 3 thì họ sẽ nâng cấp cái marketplace đấy, sau đó thì sẽ tổ chức cái chế độ giải đấu này và họ sẽ có cái hệ thống thành tích. Về cái quý 4 của 2022 thì họ sẽ có là cái hệ thống nhiệm vụ và sẽ cho cái dự án này chạy ở trên nhiều chuỗi. Sau đó thì là hệ thống cho thuê anh em nhé. Đấy, rồi đến cái quý 1 của năm 2023 thì nó cũng còn khá lâu anh em ạ, đến tầm khoảng gần 1 năm nữa thì nó sẽ có là team mod này và AR single mod này và customization. Rồi đến cái phần Calo team thì đây anh em có thể là check thêm thông tin về những anh này. Thì có anh Tuấn Phan này là CEO và founder luôn, và có anh Mr. Chí Nguyễn là CTO và cũng là founder nha anh em nhé. Đấy, ngoài ra thì còn có thêm nhiều những cái anh chị khác đang làm ở trong cái dự án này. Còn về advisor thì có Mr. Marcus Lang là co-founder của MOC Việt Nam. Có chị Anh Đào này là CEO của Isoma Việt Nam này. Và tiếp theo là có chú Hùng Lương này này. Chú này là phó chủ tịch Liên hiệp Khoa học Việt Nam nha anh em nhé. Còn đến cái phần partner thì anh em có thể check ở đây cũng có rất là nhiều những cái cộng đồng lớn. Có Apota này thì chắc là anh em cũng có nghe qua rồi. Họ là một cái nền tảng game, nhưng mà là game truyền thống thôi, không phải là game file. Sau này thì có Gamoni, thì là chạy bên game file thôi anh em nhé. Đấy thì bên này quá là khủng luôn, top Việt Nam ấy về game truyền thống ấy. Thế ngoài ra còn rất là nhiều những cái bên khác nữa. Rồi còn phần cuối cùng là phần cộng đồng của họ này anh em. Nếu như anh em mà quyết định tham gia đầu tư vào trong cái dự án này thì anh em nên join vào trong cái cộng đồng của họ để cập nhật thêm những cái thông tin mới nhất cũng như là các cái chương trình sự kiện của họ nhé. Rồi đến cái phần tiếp theo là cái phần mà mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà có thể nhận được cái giveaway ở trên cái sàn XT này. Đây là cái chương trình này, hôm nay mình vừa mới post ở trong cái Telegram của bên mình. Đó thì hiện tại thì đang có bốn cái đồng coin gọi là hot
được đề cử ở trong cái danh sách mà sẽ list đấy, thì nó sẽ có Calo này, SLG này, GSTS này và Fota. Thì anh em sẽ tham gia vote ở trên cái sàn XT này. Thì cái link vote thì mình đã để ở trong cái nhóm Telegram của mình rồi. Và cái giải thưởng là sẽ nhận được là 10 cái đồng token của dự án chiến thắng nha anh em nhé. Có nghĩa nếu như mà dự án Calo nó mà chiến thắng ấy, thì anh em có khả năng là sẽ nhận được cái chương trình Aerob là 10.000 cái đồng token Calo này. Đấy. Và để mà vote được, và để mà vote cho dự án này thì nó cũng rất là dễ thôi. Đây này. Hiện tại thì là mình thấy Calo là top 1 rồi anh em ạ. Cho nên là nếu như anh em tham gia thì mình nghĩ là anh em nên vote Calo luôn. Thì cái cửa ăn của anh em nó sáng. Anh em hiểu ý mình không? Và để mà anh em có thể là vote được ấy, thì anh em sẽ cần phải hold. Tức là ở trong cái sàn xt.com này anh em cần phải có 10 đô. Ít nhất là có 10 đô thì anh em sẽ có một cái vote nhá. Lúc ấy mình thì mình vote ở bên cái tài khoản bên kia của mình rồi. Đấy, nhưng mà cái tài khoản này thì mình không có tiền. Tại vì mình vừa mới tạo cái khác để mình hướng dẫn cho anh em. Đấy thì anh em có 10 đô thì anh em sẽ được 1 vote. Nếu như anh em có 500 đô thì anh em sẽ có 50 vote. Những ai mà đang sử dụng cái sàn XT này thì anh em cũng nên tham gia và vote đi. Bởi vì vote thì anh em sẽ được nhận cái token đấy. Và anh em càng nhiều vote ấy, thì anh em sẽ càng được nhiều những cái token hơn. Đó, nó cũng rất là dễ thôi nha anh em nhé. Đấy, còn về cái phần mà đăng ký vào cái sàn này ấy, thì mình sẽ để cái link anh em, để cho anh em có thể là đăng ký vào sàn này và anh em thực hiện vote nhé. Ngoài ra thì cái sàn XT này nó có rất là nhiều những cái chương trình event để dành cho cái cộng đồng. Hiện tại thì bên mình cũng đang là partner của bên XT.com. Thì anh em cứ đăng ký đi, khi nào XT nó có event gì ấy, thì mình sẽ post ở trong cái Telegram ấy để cho anh em có thể tham gia và anh em có thể kiếm được 10-20 đô tùy những cái event của họ thôi nhá. Rồi ok, đây là toàn bộ video ngày hôm nay về cái dự án Calo. Mình review chỉ đem lại mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nếu như mà anh em thấy cái video này hữu ích thì đừng quên đăng ký để ủng hộ team mình để nhận những cái dự án tốt nhất trong cái thời gian sắp tới nhá. Chúc anh em chơi game vui vẻ và kiếm được nhiều tiền. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.